Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Thì trong một cái video Tuấn Anh giới thiệu chi tiết mẫu Vespa GTS 150 Superboss 2023 thì Tuấn Anh nói là sẽ có một cái video giới thiệu mọi người riêng về cái màn hình của mẫu GTS 150 mới cũng cây LED mới trên mẫu Vespa GTS 150. Thì hôm nay trong video này Tuấn Anh sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết kết nối cái màn hình của con GTS 150 này với điện thoại di động cũng như là cài đặt một số cái thông số trên cái màn hình và những cái nút bấm trên cái chìa khóa keyless của Vespa năm 2023 để cho tất cả các bạn đang có dự định mua mẫu Vespa GTS này mình có một cái video để mình tham khảo. Rồi, bây giờ thì vào chi tiết của video ngày hôm nay. Rồi, thì đầu tiên Tuấn Anh sẽ giới thiệu cho các bạn về cái phần remote keyless của Vespa năm 2023 được trang bị trên mẫu xe GTS 150 và mẫu xe GTS 300. Thì đây sẽ là cái phần keyless đó ha các bạn. Thì đằng nó sẽ có cái logo ở Vespa ở một mặt và mặt sau thì chúng ta sẽ có hai cái nút, một là nút tìm xe, hai là nút mở cốp từ xa. Thì tìm xe này thì các bạn cũng quá quen thuộc với những dòng xe được trang bị smart key rồi ha. Thì khi chúng ta bấm vô cái nút ở trên thì cái xe Vespa của con Vespa GTS chúng ta sẽ nháy bốn cái xi nhan để cho các bạn biết được là xe mình đang nằm ở khu vực nào để mình có thể lấy xe nếu trường hợp các bạn để xe trong hầm chung cư hoặc là trung tâm thương mại. Rồi, nút ở dưới sẽ là nút mở cốp từ xa. Thì nút này nó cho phép các bạn là chỉ cần các bạn bấm vô cái nút này thì cái cốp xe của mình nó sẽ tự động nó mở. Rồi, thì Tuấn Anh sẽ làm cho các bạn xem ha. Đó, thì chúng ta bấm vào và cái cốp của chúng ta nó sẽ được mở lên. Đây, chúng ta kìm vô nè. Đó, đây các bạn nghe một cái tiếng bung, đó là cái cốp nó đã được mở lên. Rồi, và hiện tại cái chìa khóa này nó đang trong tình trạng là lock này các bạn. Lock thì chúng ta sẽ không mở được xe ha. Đây, cái đèn trên khi Tuấn Anh nhấn vào nó hiện thị màu đỏ này các bạn. Thì hiện tại là cái chìa khóa đang lock. Và chúng ta muốn mở lock cái chìa khóa thì như thế nào? Chúng ta sẽ kìm cái nút tìm xe và kìm cái nút mở yên. Thì cái đèn chúng ta sẽ về vàng. Vàng là hiện tại là cái remote của chúng ta đã được mở khóa rồi ha các bạn. Mở khóa thì chúng ta lại gần xe, chúng ta có thể vặn cái núm vặn để mở xe được như tất cả những cái mẫu xe được trang bị smart key trên thị trường. Rồi, bây giờ thì Tuấn Anh sẽ đưa các bạn vào chi tiết của màn hình GTS 150 năm 2023 để xem những cái thông số và cài đặt một số cái thông số có sẵn trên màn hình. Thì muốn mở smart muốn mở cái phần key LED á thì chúng ta sẽ ấn vào ha các bạn, nó sẽ hiện lên cái biểu tượng là welcome và chúng ta dặn qua bên phải là sẽ mở được cái màn hình của con Vespa GTS. Thì đi vào chi tiết những cái thông số trên màn hình thì bên đây chúng ta sẽ có một số cái đèn báo như cơ bản trên các dòng Vespa ha các bạn. Đây sẽ là báo xăng nè, báo ABS, báo FI, báo tắt máy tạm thời ha các bạn, idle stop, dưới một cái là báo bơm nhớt. Và dưới cái màn hình LCD dưới đây thì thể hiện được một số cái thông số và nhìn cũng rất là rõ và số cũng rất là lớn ha. Ở bên trái, cái dọc bên trái chúng ta sẽ là xăng, cái mức xăng. Bên phải sẽ là cái độ nóng của cái phần chết nước ha các bạn. Và ở đây chúng ta sẽ có thời gian nè. Đây, và tổng km đi được. Ở đây chúng ta sẽ có một số cái thông báo là này là von bình nè ha. Và bây giờ chúng ta muốn điều khiển hai cái thông số hai bên này thì bên trái, bên cùng bên trái chúng ta sẽ có cái nút mod để điều khiển. Tuấn Anh sẽ gạt qua phải cho các bạn xem ha. Đây, Tuấn Anh sẽ gạt qua phải thì một số thông số ở bên cái phần total này nó sẽ bắt đầu nó thay đổi nè. Đó, nó sẽ nhảy qua đây, đầu tiên là chip A ha các bạn, đo khoảng cách, chip B nè. Đó. Rồi sẽ về phần total. Rồi, còn phần bên trái khi chúng ta gạt qua, hiện tại nó đang đo cái điện bình này các bạn. Gạt qua thì chúng ta sẽ thấy được một số thông số như là km trên lít nè. Rồi, cái xăng hiện tại của các bạn còn lại là đi được bao nhiêu cây nữa nè. Rồi, nó đo cho các bạn luôn ha. Đó, một số cái thông số hiển thị. Rồi, bây giờ thì khi chúng ta muốn kết nối hoặc là điều chỉnh một số thông số trên cái đồng hồ này thì sao? Chúng ta sẽ gạt qua bên trái, cái nút bên trái ha, chúng ta sẽ gạt qua để xuất hiện lên cái phần setting menu. Và chúng ta sẽ kìm cái gạt nè, chúng ta sẽ gạt xuống khoảng 5 giây. Các bạn ấy lên thả ra thì nó sẽ vào cái phần setting của cái đồng hồ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có setting language là về điều khiển thay đổi cái ngôn ngữ ha. Ở trong đây nó sẽ có hai ngôn ngữ thì chúng ta muốn nhấn vào thì cái nút mod chúng ta sẽ ấn vào. Rồi nó sẽ có hai ngôn ngữ là tiếng Anh nè và tiếng Italia. Thì hiện tại chúng ta sẽ sử dụng tiếng Anh ha các bạn. Rồi tiếng Anh muốn chọn thì chúng ta sẽ bấm vào là nó tiếp theo nó sẽ chuyển qua phần setting lock cho các bạn. Setting lock là cái phần điều chỉnh cái phần đồng hồ ha, thay đổi thời gian. Thì chúng ta muốn thay đổi thời gian này thì như thế nào,
chúng ta cũng sẽ nhấn vào. Đầu tiên chúng ta sẽ thay đổi được giờ. Hiện tại là đồng hồ này nó đang hiện 11 giờ là sai ha các bạn. Hiện tại là chúng ta khoảng 13 giờ 27 phút nè. Thì chúng ta sẽ gạt. Rồi, chúng ta sẽ gạt cái cần gạt lên xuống để điều chỉnh cái giờ ha. Đây, chúng ta gạt lên thì thời gian nó sẽ lên nè, 11 nè, 12 nè và 13. Thì đồng hồ này là đồng hồ 24 giờ luôn ha. Đây là giờ hiện tại đang đúng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phút bằng cách là nhấn vô. Nó sẽ nhảy qua phút. Phút hiện tại là 28 phút và đồng hồ này là 33 phút này. Tuấn Anh sẽ giảm cái phút xuống thì chúng ta gạt xuống. Đó, 32, 31, 30, 29 thì chúng ta sẽ chọn lúc 29 ha và chúng ta nhấn OK. Và hiện tại là giờ của chúng ta nó đã được thay đổi rồi đó các bạn. Hiện tại là giờ này là giờ của trip nha. Tuấn Anh sẽ chỉnh cái phần giờ cho các bạn coi nè. Đó, 13 giờ 29 phút ha. Rồi, tiếp theo của phần setting thì chúng ta sẽ tới phần setting unit ha các bạn. Đây Tuấn Anh sẽ chuyển lại phần setting unit cho các bạn xem. Này là để những cái đơn vị đo của con xe ha. Thì xe chúng ta sẽ có hai đơn vị đo. Đầu tiên là km, là đo cái quãng đường các bạn. Thì châu Âu thì người ta sử dụng mai, ở Việt Nam mình chúng ta thì sử dụng km thì chúng ta sẽ sử dụng km. Còn mọi người muốn đổi thành mai á thì mình sẽ bấm vào để đổi thành mai. Tiếp theo là đo nhiệt độ. Đó, Tuấn Anh bấm là nó đổi thành mai nè và đổi thành lại km. Tiếp theo nhấn vô thì đổi thành đo nhiệt độ của xe. Thì chúng ta sẽ có hai cái là độ C và độ F. Ở Việt Nam chúng ta thì sử dụng độ C thì Tuấn Anh sẽ để nguyên luôn. Tiếp theo là setting bearing. Setting bearing này là để kết nối cái phần cái đồng hồ này với cái smartphone của các bạn ha. Thì chúng ta chỉ cần mở đến setting bearing, chọn vào. Đây, chọn vào. Khi nào mà thấy nó cái biểu tượng này nó nhấp nháy thì chúng ta sử dụng cái điện thoại của chúng ta để kết nối ha các bạn. Chúng ta sẽ cho nó dò tìm cái thiết bị này. Rồi, thì hiện tại cái điện thoại của chúng ta và cái màn hình nó đã kết nối rồi các bạn. Thì khi kết nối lên thì nó sẽ biểu tượng, nó có sẽ có cái biểu tượng cái điện thoại ha các bạn và một cái nút điện thoại nè. Đó là các bạn kết nối cái điện thoại bằng Bluetooth với cái màn hình ha. Thì nó sẽ còn một cái kết nối nữa là kết nối bằng app Vespa ha. Các bạn tải lên CH Play hoặc là CH Play hoặc là App Store, các bạn tải app Vespa về để chúng ta có thể kết nối. Đây thì mẫu này nó sẽ tên là GTS 300 Mai 2022 ha các bạn. Chúng ta xác nhận và kết nối. Cho phép. Rồi chúng ta sẽ kết nối ha các bạn. Nó bắt đầu nó cũng sẽ tìm thiết bị. Rồi chúng ta sẽ điền một số cái thông tin của xe vào đây như số khung, số máy, rồi năm sản xuất. Rồi hiện tại chúng ta sẽ đã kết nối được rồi ha. Thì ở đây chúng ta sẽ coi được một số cái thông số nè. Đó, khi Tuấn Anh dặn cái bướm ga các bạn sẽ thấy cái số nó thay đổi nè. Đó, thì khi mà các bạn mua xe này luôn á thì các bạn nhập số khung, số máy rồi này nọ vô hết để cho mà nó có thể kiểm soát được và nó báo các bạn cái thời điểm để các bạn đi gọi là bảo dưỡng luôn ha. Rồi thì khi chúng ta kết nối được với cái app Mia thì hiện tại ở đây nó sẽ có thêm một cái icon nữa. Đó, các bạn sẽ thấy cái icon này ha. Rồi thì nếu mà bây giờ các bạn đang đi ngoài đường thì có cuộc gọi đến thì sẽ như thế nào thì Tuấn Anh sẽ làm cho các bạn xem ha. Thì đó các bạn, thì khi điện thoại Tuấn Anh đang có nhận cuộc gọi nè thì trên cái đồng hồ của con Vespa GTS nó cũng sẽ chớp cái phần icon cái điện thoại để nhắc nhở chúng ta là có cuộc gọi ha các bạn, chứ nó không có hiển thị số ra như trên màn hình trên màn hình của con SuperTest hoặc là con TFT ha. Màn hình đó thì nó lớn, nó có nhiều cái khoảng không gian để nó hiển thị số, còn nó chớp tắt giống vậy nó để nó báo hiệu các bạn thôi. Các bạn có thể chấp nhận nghe hoặc là chấp nhận hoặc là từ chối cuộc gọi thông qua cái nút mode bên đây ha. Và nó sẽ có cái icon tin nhắn nữa, nó sẽ nằm ở phía này. Khi các bạn có tin nhắn Messenger hoặc là tin nhắn SMS thì nó cũng sẽ hiện lên đây luôn. Đó, thì đó là chúng ta đang kết nối được cái điện thoại của mình với app Mia cũng như là kết nối trực tiếp vào cái màn hình của con GTS 150. Vừa rồi thì Tuấn Anh đã có một cái phần chi tiết
để kết nối để hướng dẫn các bạn kết nối cái điện thoại thông minh của mình với cái đồng hồ của mẫu Vespa GTS 150 năm 2023 ha các bạn. Thì cũng báo được rất nhiều cái thông số, và một số cái thông số thì nó có thể tiện ích khi các bạn đang lưu thông xe ngoài đường, như là báo cuộc gọi, báo tin nhắn để các bạn biết là hiện tại mình đang có cuộc gọi, thì mình có thể tấp vào lề để mình xem, nếu một cuộc gọi quan trọng thì chúng ta có thể nghe luôn, còn nếu mà không quan trọng thì khuyên tất cả các bạn là nên không có nghe điện thoại ngoài đường ha. Và nó sẽ còn nhiều cái nữa các bạn, nó có thể phát nhạc được và chúng ta có thể điều chỉnh nhạc trực tiếp trên cái nút mod của trên con GTS này. Nhưng mà thực chất là không nên đấy các bạn, khi mà chúng ta chạy xe ngoài đường thì không nên đeo tai nghe cũng như là không nên nghe nhạc ha. Chỉ là Tuấn Anh thấy nó có cái là báo cuộc gọi hoặc là tin nhắn nó rất là hay, và cái sử dụng cái app Mia của Vespa đó, nó có thể thông báo cho các bạn được rất nhiều cái thông số xe của mình trong đó, hoặc là nó nhắc các bạn đến cái kỳ bảo dưỡng định kỳ của xe luôn, để mình đừng có quên bảo dưỡng cái con xe yêu quý của mình. Thì nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại Tuấn Anh ở trên góc, Tuấn Anh có thể giải đáp cho các bạn. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu cảm thấy hay thì để lại một like video và một subscribe để tiếp tục ủng hộ kênh của Tuấn Anh ha.